后就爱练健身操。Như vậy đây là có cái sự tích hợp của cả toán học, tin học và vật lý ở đây. Vì chúng ta thấy là bây giờ robot trong cái thời đại hiện đại thì đã không chỉ là các cái hình thức vật lý vô tuyến mà có thêm một vật lý bán dẫn và có thêm cả các kiến thức về toán học, về các kiến thức về tin học, về cái cơ sở nền tảng toán học rất là mạnh. Và điều này minh chứng cho thấy là đấy là chuyện của khoa học công nghệ. Xin trân trọng cảm ơn đặc biệt là các sự quan tâm của quý vị, đặc biệt là các đơn vị tài trợ đã ủng hộ cuộc thi này. Ở đây thì tôi nghĩ là rất nhiều các bạn trẻ tham gia, từ không chỉ sinh viên của nhà trường, không chỉ sinh viên hai khoa, các bạn học sinh trường chuyên, có cả các học sinh của các trường thuộc công. Như vậy thì đóng góp nỗ lực của các thầy cô giáo, của các đơn vị tài trợ, của tất cả cộng đồng đây là đóng góp cho lớp trẻ của Việt Nam. Và hy vọng rằng các bạn lớp trẻ này thì sẽ đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước. Thi này thì mình thấy là rất là ý nghĩa. Nhận thấy là các bạn cũng có những cái tương đối sát với cái ngành nghề mà công ty đang hướng tới. Thông qua cuộc thi thì cũng mong muốn là tìm kiếm được những cái nhân tài để cho công ty. Đó nên là công ty cũng quyết định là gắn bó đồng hành cùng cả chương trình. Đấy. Tôi thấy cuộc thi này là một cuộc thi rất là thú vị. Các bạn sinh viên thì rất là năng động và rất là sáng tạo. Và chính vì sự năng động sáng tạo của các bạn sinh viên nên chúng tôi quyết định là này, và rất vui được có mặt ở đây để cổ vũ cho các bạn sinh viên đến tận giây phút cuối cùng. Trong thời gian gần đây thì nhận ra được tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo cũng như là tự động hóa, thì em đã tìm hiểu và dấn thân mình vào để nghiên cứu. Vâng, hôm nay em đến đây để tiếp nối niềm đam mê của mình. Tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên thì em có tham gia cuộc thi e-farmer và giành được giải nhất. Công việc khó nhất đối với em là lập trình, bởi vì lập trình là một mảng khá là mới mẻ đối với em. Nhờ sự giúp đỡ của anh là đồng đội của em thì em cũng có thể đủ hiểu biết và làm được hoàn thiện sản phẩm. Em nghĩ là cái đam mê của mình phải có sẵn, và cùng với sự giúp đỡ của gia đình, định hướng của bố mẹ cũng như là thầy cô thì mình sẽ có thể xác định rõ được là mình thích cái gì để mình theo đuổi. Sự thành công này của con là có sự dẫn dắt của thầy cô giáo. Bên cạnh đó thì con cũng được sự ủng hộ rất lớn từ phía gia đình. Niềm đam mê của con thì bản thân gia đình chúng tôi luôn động viên và khuyến khích con để con đi theo những cái niềm mơ của con. Và thành công hôm nay cũng đã minh chứng cho cái việc là những cái gì gia đình tạo điều kiện cũng như là niềm đam mê của bạn ý đã là cái điều đúng đắn.